quen tắm gội ban đêm gây nguy hiểm đến tính mạng như thế nào. Mặc dù đã có nhiều trường hợp cảnh báo nhưng vẫn có không ít người chủ quan, chưa từ bỏ được thói quen cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng này. Những hậu quả từ việc tắm gội ban đêm. Đột quỵ. Ngày 4 tháng 1 vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao về trường hợp của Facebook Phạm Hồng Thu khi cô chia sẻ lên trang cá nhân về câu chuyện bản thân vừa chết đi sống lại vì thói quen tắm và gội đầu ban đêm. Hồng Thu viết: "Đây là lần thứ hai trong đời từ cõi chết trở về, mạng mình vẫn còn lớn lắm. Bác sĩ nói triệu chứng của đột quỵ vì không bỏ được thói quen tắm và gội đầu ban đêm. Chậm vài phút nữa là xem như. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình. Bây giờ mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi nên mình kể lại cho mọi người tránh bị giống mình. Lúc trước mình từng bị một lần rồi, cũng tưởng sắp đi nhưng may mắn. Các bạn đừng nên như mình, vì căn bệnh đột quỵ không phải chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Tuyệt đối đừng tắm và gội đầu đêm khuya dù thể trạng có tốt đi nữa. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, thực sự rất nguy hiểm." Tử vong. Không may mắn như cô gái Hồng Thu, hồi đầu năm 2014, một cô gái 18 tuổi ở Khâm Thiên, Hà Nội cũng khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng vì đã tử vong do tắm gội ban đêm. Liệt mặt. Chị Nguyễn Thị Thảo ở Mỹ Hào, Hưng Yên cũng thấy lưỡi tê cứng, hoạt động vùng miệng khó khăn sau khi ngủ dậy. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, mà nguyên nhân chính là thói quen hay tắm gội khuya của chị. Bữa đó vì mệt quá nên tắm gội xong là chị lăn ra giường ngủ luôn dù tóc chưa khô. Đau đầu kinh niên. Không chịu được việc để mái tóc bẩn khi lên giường, nhiều phụ nữ tranh thủ gội đầu ngay trước khi đi ngủ. Nếu điều này diễn ra thường xuyên, sau này họ sẽ đứng trước nguy cơ bị đau đầu kinh niên. Lý do: sau khi tắm gội, nhiều người không chú ý đến việc lau và hong tóc cho thật khô. Điều đó làm cho da đầu có nguy cơ nhiễm lạnh, các mạch máu bị ảnh hưởng, gây cản trở sự lưu thông dẫn đến chứng đau đầu mãn tính. Một số người có thể thấy ngay hậu quả của việc tắm gội đêm. Sau một đêm đi ngủ với mái tóc ướt, họ sẽ lập tức bị nhức đầu kinh khủng. Tuyệt đối không tắm gội sau 23 giờ. Các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo sau 11 giờ đêm là thời điểm đặc biệt không nên tắm, gội đầu, kể cả bằng nước nóng. Ban đêm nhiệt độ thường thấp hơn ban ngày. Việc tắm gội cùng lúc có thể dẫn đến bị cảm. Đặc biệt khi tắm gội vào ban đêm, tóc ướt sẽ bay hơi, mang theo một nhiệt lượng lớn khiến đầu bị lạnh. Đồng thời khiến cho các mạch máu não bị co lại đột ngột, giảm tuần hoàn não, xuất hiện triệu chứng thiếu máu não dẫn đến đột quỵ, bất tỉnh, hôn mê. Nếu không phát hiện và có biện pháp sơ cứu kịp thời, có thể khiến tử vong. Những điều nên và không nên trong khi tắm gội. Dù bạn tắm hay gội ở bất kỳ thời điểm nào thì điều quan trọng nhất cần nhớ vẫn là tắm gội từ từ, tắm từ đầu xuống chân. Bạn nên tắm gội theo trình tự, rửa mặt, tắm toàn thân và gội đầu. Không nên gội đầu xong mới tắm vì khi đó khiến các mạch máu trên đầu khó lưu thông vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể gây ra choáng váng. Bạn không nên tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng vì nó có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ, dẫn đến phản ứng nhiệt và ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, dễ dẫn tới đột quỵ,